Ngày 1 tháng 4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Trong quý 1 năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đã triển khai hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự đại hội 14 của Đảng và ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bên cạnh đó, ban tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai và cụ thể hóa các chủ trương và văn bản chỉ đạo của Trung ương về cơ sở Đảng, đảng viên, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại hội nghị, ban tổ chức Trung ương cũng đánh giá cao một số địa phương đơn vị thực hiện tốt việc cụ thể hóa quy định hướng dẫn của Trung ương, hoàn thiện thể chế trong công tác cán bộ và có trách nhiệm trong công tác đánh giá quy hoạch luân chuyển điều động cán bộ gắn với thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung triển khai đề án nhiệm vụ được ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ban bí thư, các tiểu ban phục vụ đại hội 14 của Đảng và cấp ủy các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kết luận của ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện đồng bộ chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.